Và quý vị thân mến, đội hình bay trình diễn của Sky Rider ngày hôm nay bao gồm 6 phi công đều có tên tuổi trong hoạt động dù lượn của Việt Nam. Và xin được trân trọng giới thiệu dẫn đầu đội bay tiến qua lễ đài với dù mang màu sắc của Tổ quốc là phi công Vũ Đức Tâm, huấn luyện viên kim phi công bay biểu diễn với dù lượn năm 2016.
Máy nó thổi.